Hả? Em nói nguyên đàng hoàng chơi sao nhân? Vui vẻ không quạo? Team này có một cái sở thích rất là kỳ lạ. Giờ này giữa đêm mà đi ra đây câu cá bát. Ăn bánh. Đó, team này có một sở thích rất là vui. Giữa đêm xuống đây ăn bánh rồi đi về. Mỗi ngày không có làm. Mỗi ngày không có làm. Làm bánh đêm.